Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của BTS, đó chính là ca khúc Dynamite. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram của Bin cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Ok, và bây giờ mình bắt đầu học nha. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đặt tay qua như thế này nè. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, phần tay mình sẽ để như thế này. Ok, 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5. Phần chân và phần người của mình sẽ nhúng lên nhúng xuống như vậy nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi sau đó cái tay mình sẽ nắm lại như thế này. Và lật, ok? Lật và lật. Rồi sau đó mình sẽ lật qua bên đây. Tay này mình sẽ vuốt qua. Và chân mình sẽ lặp lại động tác đó với bên này. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5. Chắc, bừng, chắc. Ok, mình sẽ đếm lại 2 lần nha. 2, đi. Na 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 na. Chắc, bừng, chắc. Hấp. 1, 2, 3, 4, 5. Chắc, bừng, chắc. Sau đó mình sẽ đặt tay lên. 1, 2. Phần tay mình mở qua như thế này. Và phần chân mình sẽ dọng ngược lại. Tay bên phải thì chân bên trái. 1, 2, 3, 4. Ok, 3, 4. Phần hông mình sẽ bật xuống dưới. Lại nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4. Rồi mình nhúng qua nè. 5 và 6, 7 và 8. Phần tay mình sẽ mở ra như vậy. 5 và 6, 7 và 8. Ok, lại nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó mình sẽ dàn dáng. 1, 2, 3, 4 và 5. Phần chân của mình sẽ đưa lên như thế này và hấp qua. Phần tay mình sẽ mở và up. Rồi sau đó mình dàn nhé. Hold, tự do, mọi người muốn dàn như thế nào thì dàn. Ok, mình sẽ đếm lại một lần từ đầu tới đây. Và mình sẽ thử ghép nhạc với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5. Chắc, bừng, chắc. Vút. 1, 2, 3, 4, 5. Chắc, bừng, chắc. Lên. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bây giờ mình sẽ thử ghép nhạc với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dập dán. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Dynamite của BTS rồi. Không biết là các bạn có tập theo được không? Thì Bin rất là mong là thông qua video này thì tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được bài hát này nha. Đừng quên like và chia sẻ video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.